Rồi chào các bác nhá. Đây theo nhu cầu của anh ở Thanh Hóa đây, 5950 quay chi tiết đây. Lốp trước là lốp mới luôn nhá, 9524 này. Máy móc đây, máy khô đó sạch sẽ. Đạp từ vài ga đây chứ. Trong này thì 3 máy nha. Đây. Lốp sau của nó là 69 này, 13, 632 gì đây. Nguyết định. 5 mét thử lực, 5 mét thử lực nha, đang đầy đủ đấy. Đây đèn xi nhan còn này, được rồi chứ. Nắp lốp này thì nó hơi mòn rồi này, vẫn còn chạy tạm được. Gai còn cơ vẫn trợ lực này, đây là trợ lực đứng một chỗ nha. Trước của nó có bị sai nhá. Cái combo đẹp. Trong này 3 máy nhưng mà là 3 máy lớn này. Mặt nạ nó còn nguyên hết. Đây là cặp này. Cặp này còn đẹp lắm nha các bác. Đây. Má là bao cho con này nhá. Đấy, trợ lực nghe heo một tay này. Đứng một chỗ máy thoải mái. Giá của em nó là 138 triệu nhá. Trên công khai luôn. Đạp được đấy. Êm nhá. Này hơi thừa cho các bác coi luôn. Nhưng con đi hơi thừa rồi. Hơi còn kín lắm, cầm về cực kỳ đẹp luôn. Được rồi, chúng ta tắt. Máy nhẹ không, đóng đi bây giờ luôn. Rồi. Rồi chào tất cả các bác nhá. Bác nào nhu cầu thì alo số điện thoại ở phần mô tả nhé.